anh dạy chị đấy. Anh rồi. Hôm nay mình có cô giáo của mình, cô giáo em của mình dạy mình làm bánh xèo. Quẩy ngon chưa? Hôm nay có cô giáo em nhà mình tới dạy mình làm bánh xèo. Đang em này là em học sinh đang học. Em này đang học. Làm cái gì mà đổ gì mà làm? Từ bà làm gì chứ? Bà làm nhớ không? Đổ đi rồi nó lắc. Đừng có đổ. Bà làm cái này cái gì hết rồi. Còn làm đây là củ sắn này. Làm cái kiểu như cái gì? Củ đâu? Quay cái tay của nó đi. Ngon chưa các bạn ơi? Đó, cô giáo em của mình đến dạy mình làm được một chiếc bánh xèo đây này. Ngon chưa? Ngon nhé. Ừ, ngon quá. Còn đây nè, đây là em học sinh này đang học chưa thể thành công được món bánh xèo này các bạn ạ. Và đây các bạn ơi, thế là mấy chị em nhà mình đã làm được một mẻ bánh xèo ngon chưa? Ngon tuyệt vời luôn. Đây, hôm nay bánh xèo ăn với rau sống và dưa leo. Đây là nước mắm. Đấy, em ấy đã làm xong.